Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là hạng cân 80kg đô Ngô Đức Mạnh của Đức Mạnh mang trang phục màu đỏ, đô Trần Việt của Hoài Đức mang trang phục màu xanh. Hai đô nghe trọng tài chống xe nào.
tài nhắc nhở hai đô thi đấu tiêu cực là thứ nhất, chỉ có phòng thủ không tấn công. Thank you.
trọng tài nhắc hai đô thi đấu tiêu cực lần thứ hai, chỉ có phòng thủ không tấn công. Trận đấu tiếp tục. Hết thời gian nghỉ và hai đô vào thế giới thi đấu tiếp hiệp phụ. Hiệp phụ là 4 phút. Trận đấu tiếp tục. Đô Đức Mạnh của Đông Anh mang trang phục màu đỏ thắng cuộc.